Đây là bốn cái đầu khoan tự động hoàn toàn bằng khí nén. Cu đen là B5100H. Hiệu KTK xuất xứ Đài Loan. Bác tôi có bác chú ơi. Công suất của cái đầu khoan tự động khí nén này là 1 HP. Điện áp là 380V, 3 pha 50 hạt. Thì có 3 cấp tốc độ, đó là 840, 1670 và 2500 vòng trên phút. Truyền động bằng mu ly và dây cu lo. Ứng dụng của cái đầu khoan tự động khí nén này thường là được làm thành các cái tổ hợp hệ thống khoan tự động, các chi tiết cần độ chính xác cao từ 1 đến 10 mm. Nó có thể là dùng để khoan nhôm, khoan gang, khoan thép, và các chi tiết như là lốc máy xe hay là cái động cơ xe máy ô tô, hay là chi tiết cánh quạt, lắp motor, vân vân. Thì ưu điểm của cái đầu này là tự động hoàn toàn, do đó chỉ cần một cái người công nhân thôi mà cũng có thể là vận hành được nhiều đầu khoan. Đây là van điều chỉnh tiết lưu khí. Đây là cái cử hành trình để mà ăn phôi của trục chính này. Đây cử hành trình chạy tự do, hành trình trên, hành trình dưới, cử hành trình dưới, cử hành trình trên. Thì cái đối với mỗi cái đầu khoan tự động khí nén B5100H này thì đều có sai số, là không sai số của cái trục chính là 0.05. Đây là có cái bảng test của nhà máy. Thì nếu mà quý khách hàng mà đặt cái đầu khoan tự động khí nén B5100H này chuẩn trục chính là GT6 thì nhà máy sẽ tặng kèm mỗi đầu là một cái đầu kẹp mũi khoan như thế này. Còn nếu mà đặt hàng đầu khoan tự động khí nén chuẩn là R20 thì sẽ kèm theo mỗi đầu là một cái collet kẹp tương ứng cho khách hàng tự chọn thuộc chuẩn R20.